ta pha vô để tưới gốc. Đối với cái xô khoảng 15 lít như thế này, bà con chúng ta hả pha dùng Hoàng Anh là 2 muỗng Trico Humic, 2 muỗng Humic Hoa Kỳ và 2 nắp siêu dưỡng cây. Sau đó chúng ta khuấy đều lên và chúng ta nhúng cái bầu vào. Mấy cái đầu này nhúng hết rồi ha chú. Dạ, đây là sầu riêng Thái nha. Sau khi nhúng bầu xong thì chú sẽ bắt đầu chú phân bố. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Hiện tại bây giờ Hoàng Anh rất là vinh dự được đứng tại khu vườn rất là đẹp ở một cái tỉnh là Đồng Nai. Và hôm nay thì Hoàng Anh đến để mà được gọi là tham gia trồng trọt cây sầu riêng với lại gia đình. Và hôm nay thì trong video này Hoàng Anh xin phép được chia sẻ với bà con chúng ta cái cách trồng cây sầu riêng Thái làm sao để cho nó nhanh phát triển ở cái vùng đất đỏ Ba Giang nha bà con nha. Chúng ta có thể nhìn sơ chất đất thì chất đất ở đây gọi là rất là đẹp. Chất đất ở đây rất là đẹp luôn, dinh dưỡng rất là nhiều, đất bằng phẳng. Và đối với cái khu đất bằng như thế này chúng ta nên trồng nổi. Còn cái cách trồng như thế nào thì chút xíu nữa Hoàng Anh sẽ chia sẻ rất là chi tiết để bà con chúng ta có thể nắm nha. Chị ơi, em xin phép thực hiện video này để em chia sẻ cho những quý bà con xung quanh nha. Dạ, cảm ơn chị. Đầu tiên thì chú là đang pha cái thằng siêu dưỡng cây. Pha siêu dưỡng nãy mình một bình chưa hết không chú? Bình một bình chưa hết không? Dạ. Chưa. Đó, một bình quá trời luôn. Đây là cái bình siêu dưỡng cây, trong này nó chứa cái để con mượn xíu nha. Chú khuấy lên ha, chú khuấy lên không? Dạ, bỏ nó giùm con. Đây là cái can siêu dưỡng cây. Đây là một trong những cái loại dinh dưỡng rất là quan trọng đối với cây trồng. Ở trong này nó chứa tới 17 loại acid amin hay còn gọi là amino acid đó bà con ha. Và đặc biệt là trong này chứa thêm tảo biển và sông biển. Tảo biển thì giúp cho cái bạn cây của mình tăng cường sức đề kháng. Còn sông biển thì giúp cho đất chúng ta trở nên gọi là đáng sống hơn. Đáng sống hơn là như thế nào? Để nó sẽ giúp là tăng cường độ pH cho đất, làm cho đất là trở nên là mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn. Còn đất ở đây thì tơi xốp sẵn rồi, chúng ta không đề cập tới sự tơi xốp, nhưng đất ở miền Tây thì khi sử dụng cái bạn siêu dưỡng cây này thường xuyên sẽ làm cho đất trở nên tơi xốp hơn. Một thời gian sử dụng thì bà con chúng ta sẽ thấy là trùng quế xuất hiện. Ngoài ra thì ở trong cái bình mà chú đang khuấy này thì ngoài chú để thằng siêu dưỡng cây ra thì chú còn có bỏ thêm là humic Hoa Kỳ. Humic Hoa Kỳ này thì bà con chúng ta sẽ thấy là đây là một cái loại dinh dưỡng rất là đặc biệt. Cái loại dinh dưỡng này nó sẽ giúp cho cái bạn rễ là kích thích rễ, làm cho cái lượng rễ của chúng ta ra nhiều hơn, rễ trắng ra nhiều hơn, rễ cám ra nhiều hơn. Rồi cái lượng lông hút trên cái rễ đó sẽ nhiều hơn để giúp cho cái cây của chúng ta nhanh bắt đất vào nhanh bắt vào cái phần đất mẹ và hút cái chất dinh dưỡng một cách trọn vẹn nhất khi mà cái rễ con của chúng ta nó ra đó. Rồi các bạn, dạ chú cứ tự nhiên chú không sao. Còn đây là các bạn Trico Humic. Đối với cái vùng Tây Nguyên, cái vùng đất đỏ thì cái độ tơi xốp thì rất là xốp rồi, chúng ta không bàn. Nhưng riêng Trico Humic này khi xuống vùng đất này, bà con chúng ta có thể thấy đây là những cái rễ. Hồi xưa vùng này là vùng điều hả chú? Điều với lại sầu riêng và thậm chí xung quanh có cao su. Thì bà con cũng biết là đối với những cái vùng như thế này, những cái rễ cây này nó rất là thu hút những cái bạn nấm khuẩn cũng như là đặc biệt là cái bạn tuyến trùng. Nên khi mà Trico Humic vào, ngoài cái việc là tăng cường độ pH đất, làm tơi xốp đất, thì riêng đối với cái vùng này nó sẽ trang bị thêm cái bạn Trico Đề Ma. Cái bạn Trico Đề Na, con nấm Trico này nó sẽ tạo thành một cái mạng lưới rất là hay để có thể tìm và giết những cái con nấm có hại khi mà trong đất của chúng ta có tồn tại. Và dần dà đất sẽ trở thành một cái vùng rất là tơi xốp, độ pH rất là cao. Mà con không biết thôi chứ độ pH nó quyết định rất là nhiều cái việc phát triển của cây trồng nha bà con nha. Chẳng hạn như pH mà từ 5.5 tới 6.5 thì cây phát triển rất là tốt, hấp thu chất dinh dưỡng tuyệt vời luôn. Còn độ pH chỉ cần dưới 5.5 thôi, bà con thấy cây ể ải, dễ bị vàng lá, phân bón vô không có thể nào mà hấp thu được. Rồi vi sinh vật có lợi thì không phát triển được, ngược lại vi sinh vật có hại là phát triển ầm ầm luôn. Kiểu như là dậu đổ bìm leo á bà con, nên chúng ta cần phải sử dụng những cái sản phẩm này thường xuyên nha. Đây là ba sản phẩm chúng ta pha vô để tưới gốc. Đối với cái xô khoảng 15 lít như thế này, bà con chúng ta hả pha dùng Hoàng Anh là 2 muỗng Trico Humic, 2 muỗng Humic Hoa Kỳ và 2 nắp siêu dưỡng cây. Sau đó chúng ta khuấy đều lên và chúng ta nhúng cái bầu vào. Mấy cái đầu này nhúng hết rồi ha chú.
Dạ, đây là sầu riêng Thái nha. Sau khi nhúng màu xong thì chú sẽ bắt đầu chú phân bố đi hết nguyên đi phân bố hết nguyên cái vùng, rải từng gốc một. Đây, trời rất là mập luôn nha bà con nha, rất là tuyệt vời. Rồi, hai chú, đứng hai chú. Rồi, qua bên đây. Ở đây là một cái cây mấy anh đã trồng xong rồi nè. Hồi nãy quanh có đứng đây để quanh thêm mắm dặm muối vô. Tức là chúng ta cũng phải đè để cho cái gốc của chúng ta nó cứng. Đè cho cái gốc của chúng ta nó cứng lại cho bà con. Và bà con thấy là này là cái mô này là gia đình thiết kế rất là hay, là gia đình thiết kế trồng nổi. Tức là thay vì hồi xưa cái tập quán của chúng ta là cứ vùng Tây Nguyên là chúng ta đào cái hố, xong chúng ta móc hết đất ra, chúng ta chôn cây sầu riêng xuống dưới. Để làm gì? Để khi mà chúng ta tưới nước thì nước sẽ tập trung ở đó, có thể làm cho cái việc khỏi tưới nước nó diễn ra được lâu hơn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đã có hệ thống tưới nước tự động rồi, và phương pháp đó hiện tại bây giờ nó đã không còn phù hợp nữa rồi. Bà con chúng ta nên trồng nổi như thế này để chúng ta dễ quản lý cái phần thối cổ rễ nè, cái phần nứt thân xì mũ nè. Bà con lưu ý dùng Hoàng Anh nha. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ tiến qua bên kia. Hồi nãy giờ là anh Viễn cùng với Hoàng Anh và gia đình đã hỗ trợ cho các anh gọi là hoàn thiện cái cách trồng cây của mình. Và hiện tại bây giờ bà con có thể thấy khu vực này đã trồng rất là ngay hàng thẳng lối, và các anh trồng rất là chuyên nghiệp rồi. Thì bây giờ Quỳnh sẽ tới để mà có thể thị phạm cho quý bà con chúng ta thấy được cái việc trồng sầu riêng đối với đất đỏ Ba Giang, và lên cái mô hình lên mô như thế này nó rất là hợp lý, nó rất là hiệu quả luôn nha bà con nha, và nó cực kỳ dễ trồng luôn, cực kỳ dễ làm luôn. Và hiện tại bây giờ cái cách phân bố cái công việc ở đây cũng rất là chuyên nghiệp. Thứ nhất nha, là sẽ có một chú đứng, hồi nãy là chú sẽ làm công tác là nhúng cái bầu vô trong cái hỗn hợp dinh dưỡng để mà massage cho rễ nè, cung cấp dinh dưỡng cho rễ và diệt trừ nấm cho rễ. Rồi cả một anh nữa thì sẽ lấy những cây đó phân bố vô các hố đã được đào sẵn, và sau đó một anh sẽ trồng. Như anh Beo, anh trồng xong rồi nè. Anh Beo ơi, anh Beo cho nó cao cao xíu nha anh Beo. Dạ. Hồi nãy mới kêu mày cao ra giờ không dạ luôn rồi. Đó, xong rồi anh Beo anh trồng xong đúng không? Anh Beo anh trồng xong rồi, bây giờ sẽ có thêm một chú nữa là bác Hậu. Bác Hậu sẽ tới, bác Hậu cắm cây và cột cái dây lại rất là hay. Đây, giờ mình qua bên đây mình ngắm cái nhan sắc của anh Beo. Từ nãy giờ thấy chuyên nghiệp hẳn luôn anh Beo. Đầu tiên là mình sẽ tháo cái bầu ra. Bây giờ là những nhát dao của ổng nghe sắc lẹm luôn. Lúc mà ổng cắt cái dao mình đâu dám nói gì, sợ ổng quay qua mình. Nãy giờ là anh Beo thấy trồng nó dễ không anh Beo? Dễ ha. Này giờ là mình thành chuyên nghiệp rồi ha. Nếu mà đi thi vượt lên chính mình là mình đi thi kiểu như trồng sầu riêng là thắng luôn rồi đó. Trồng 1 phút 30 giây xong không? Chắc xong. Xong luôn đó chứ. Đó, khi bà con chúng ta đào cái hố mà không đào quá sâu, cho khi mà chúng ta đào vừa phải thôi. Rồi khi mà chúng ta cho cái thần đất xuống, chúng ta sẽ ém xuống cho nó chặt cái phần gốc. Rồi phía trên thì chúng ta cũng không có chôn quá sâu. Mà hiện tại cái mô hình này là anh Beo thấy là mình trồng nổi như vậy nó hiệu quả ha anh Beo. Nó sẽ làm cho chúng ta dễ, giúp chúng ta dễ quản lý cái việc nước nôi nè, dễ quản lý cái vụ thối cũ rễ giống như hồi nãy Quỳnh chia sẻ. Và trong khi mà chúng ta có trồng mà chúng ta thấy những cái rễ cũ đó thì chúng ta cũng lấy chúng ta bỏ ra ngoài giùm Hoàng Anh để mà nó tránh cái việc mà có những cái con nấm khuẩn trong những cái phần rễ này nó xuất hiện nha. Sao anh bươi không vậy, không lấy cuốc anh cuốc. Cuốc lâu lắm, cuốc. Nữa ơi, miếng nữa đi. Cuốc rống anh em nè. Đây là cây sầu riêng Thái nha bà con nha. Gia đình chúng ta chọn trồng hai loại sầu riêng, đó là sầu riêng Thái và sầu riêng Blackthorn. Blackthorn mình sẽ trồng miếng bên kia ha anh Beo. Đúng rồi. Dạ. Rồi sau khi anh Beo trồng xong sẽ có chú Hậu. Chú Hậu lại chú Hậu cột. Chú Hậu vừa xách cái rựa ghê quá. Sợ quá. Cái này ở vài bữa người ta sạc xuống. Ta sạc xuống ha anh. Nó không thể nào nó nhúng dậy được. Sạc. Dạ. Chúng mình cái nón lá vậy là. Dạ, ý là mình bươi cái này xuống. Dạ, còn hôm bữa ở đây là cũng là ổng cũng ông cu be ổng ấy lên. À,
xe làm. Chứ đưa có chỉnh bằng cái công mình. Dạ. Mình sẽ sửa lại. Đó, xong chú Hậu hết hết lực của mình là nhảy ra là cố định cái đọt lại để mà nó không bị lung lay cái đọt. Sáng giờ hồi nãy con ấn định khu này 4 hecta, 6 hecta trồng khoảng 7 ngày mình nhậu 7 lần, bây giờ mình rút lại thành 4 ngày được không chú? Nhậu 4 lần thôi. Được không? Sợ sợ gái miền Tây. Sợ gái miền Tây. Nhậu không nổi. Nhờ con nó có biết nhậu đâu mà. Uống không nại gái miền Tây đâu. Hơi hơi thôi cho nó tưới nó không có bị xói mòn. Nếu mà trời nắng á, bà con chúng ta có thể phủ thêm cỏ ngay lập tức. Còn nếu mà trời mà mưa như thế này thì chúng ta có thể không để cũng được. Cái con mới nói anh lấy cỏ trai á chú Hậu. Con này thấy cũng im chân nè. Cỏ này em ngon. Ngon hơn cỏ kia á. Cỏ trai thì mình lâu lâu mình hái vô mình ăn được. Đâu, đây rau má mai mốt hay đúng quá trời đó. Rau má hả? Chị hả? Đó, đây là cái mô hình trồng sầu riêng Thái ở vùng đất Đồng Nai. Rồi con thấy sau khi chúng ta trồng xong, sau khi chúng ta cố định gọc xong thì chúng ta có thể lấy thêm cái bạn dinh dưỡng lúc nãy chúng ta pha gồm siêu dưỡng cây humic Hoa Kỳ và Trico humic. Chúng ta sẽ đi tưới những cái gốc sau khi đã trồng xong một cách hoàn thiện. Và ở đây bà con thấy có hệ thống tưới nước này thì chúng ta không cần phải xách nước bằng tay mà chúng ta sẽ sử dụng hệ thống tưới qua đèo để chúng ta pha vô một cái bình lớn và chỉ cần bật vết xoay thôi là bắt đầu bạn ấy sẽ cái hệ thống bét đó sẽ giúp cho chúng ta đỡ tiết kiệm công di chuyển và sức lực rất là nhiều. Và cái sản phẩm mà bên humic Hoa Kỳ Trico humic siêu dưỡng cây và con chúng ta hoàn toàn có thể tự tin sử dụng trong hệ thống bét xoay được nha bà con nha. Rồi sau khi mà chúng ta trồng tầm khoảng 3 ngày bà con chúng ta đi dùng quanh một cái công tác này rất là quan trọng, đó là đi dùng Hoàng Anh một cái cử thần sấm diệt tiếng trùng ở dưới cái phần gốc, tưới vô cái gốc nha bà con nha. Lý do tại sao phải thực hiện công tác này, tại vì ở đây bà con thấy rõ ràng là cái khu vực này chúng ta cải tạo từ cái gì ạ, cái vùng điều và một số cây sầu riêng. Ở đây thì bà con thấy có cái tồn tại cái rễ, thì đối với điều, cao su, tiêu là những cây này nó rất là thu hút các bạn tuyến trùng. Con tiếng trùng á bà con, một dòng họ của dung á, thì con này khi mà nó tấn công vào ở trong cái rễ nó sẽ làm u nần cái rễ, nó làm cho ngăn chặn cái việc vận chuyển nước và chất dinh dưỡng lên phía trên để giúp cho cây chúng ta quang hợp sinh trưởng và phát triển. Thế nên nó rất là nguy hiểm và bất thường, chúng ta không nhìn thấy được. Vậy nên chúng ta có thể tưới cái thần sấm diệt tiếng trùng vào hai thời điểm lúc trồng, đó là trước khi trồng hoặc là sau khi trồng. Sử dụng một trong hai dùng Hoàng Anh thôi để tiết kiệm nha. Một chai thần sấm diệt tiếng trùng thì pha được tới 400-500 lít nước. Đối với cây con như thế này chúng ta tưới diện rộng, bà con đi dùng Hoàng Anh là 500 lít nước để cho tiết kiệm. Rồi khi mà tưới cái thần sấm diệt tiếng trùng ở dưới thì bà con chúng ta ngăn ngừa cái thằng ghẻ nè, ghẻ kim nè, rồi cái thằng gì ảnh thằng mệt rồi kìa, thằng ghẻ kim, rồi cái thằng tháng thư, rồi cái gì nữa ạ, mắc cua, đó mắc cua, chúng ta phun siêu giáp lên phía trên. 1cc, 2cc siêu giáp pha với 1 lít nước, chúng ta phun. Ha, chúng ta phun toàn vườn, chúng ta phun lên trên cái cây của chúng ta, rồi thần sấm thì chúng ta tưới dưới gốc để chúng ta vừa tiêu diệt cái thằng những nấm có hại nè, vừa ngăn ngừa những cái bệnh lý ở trên vừa gặp phải nè, rồi vừa tiêu diệt con tiếng trùng và trứng của con tiếng trùng ở phía dưới. Thực sự là quanh rất là tâm đắc với sản phẩm siêu ấu giáp và thần sấm mà phía Willow Farm đang phân phối, vì những sản phẩm này nhận được cơn mưa lời khen từ những cái quý khách hàng của Hoàng Anh. Thực sự ra là Hoàng Anh tới bây giờ đối với một số anh em hỏi Hoàng Anh là thân gái dặm trường, khi mà đi làm nông nghiệp như thế này, chân lắm tay bùn như thế này thì có cảm thấy, nhiều khi cảm thấy có buồn hay có nản hay có tủi thân gì hay không? Quanh xin phép được chia sẻ ở đây là Hoàng Anh rất là vui, rất là hoan hỷ và cảm thấy rất là an lạc khi mà quanh được thực hiện những cái công tác như thế này. Tối hôm qua 11 giờ là anh Nghi cùng với anh Viễn và Hoàng Anh đi một cái hành trình từ ở dưới miền Tây lên tới Đồng Nai lúc 3 giờ sáng. Rồi mấy anh em chạy vòng vòng đi kiếm chỗ để cho Hoàng Anh đi giải quyết nỗi buồn. Thêm một tiếng đồng hồ nữa là 4 giờ mới bắt đầu tập trung vô bãi để mà nghỉ ngơi chút xíu. Rồi sáng 6 giờ đi ăn sáng và bây giờ làm việc tới bây giờ với một nguồn năng lượng rất là dồi dào luôn. Nên Quanh rất là biết ơn những quý bà con nào có lời mời cũng như là cho phép Hoàng Anh được đến vườn, được chăm sóc, được trồng, được sờ, được
bóc những cái đất ở khu vực của quý bà con chúng ta, để mà Oanh có thể hiểu hơn nữa, Oanh làm dày hơn nữa cái kinh nghiệm và cái trí tuệ của mình trong ngành nông nghiệp, để Oanh có thể trao cho nhiều quý bà con hơn. Và trong video này thì nãy giờ Hoàng Anh cũng đã chia sẻ quý bà con chúng ta về cái cách trồng cây sầu riêng Thái, làm sao cho nó nhanh phát triển rồi. Và nếu mà con hỏi Oanh thêm nữa về cách chăm sóc thì chúng ta sẽ có định kỳ là chúng ta phun sâu rầy lúc mà cây nhú đọt non, rồi 7 ngày là trong thời gian mà mới chớm trồng như nè, 7 ngày là bà con chúng ta đi cái hỗn hợp dinh dưỡng gồm siêu dưỡng cây Humic Trico, Humic Hoa Kỳ và Trico Humic Dụ Hoàng Anh 7 ngày một lần là nó rất là tuyệt vời cho cây rồi. Tạm thời chúng ta chưa đi phân, chúng ta hãy để tầm khoảng 2 tháng chúng ta hãy bắt đầu đi phân gốc nha bà con nha. Rồi nếu bà con chúng ta có gì chưa rõ nữa trong quá trình Hoàng Anh chia sẻ, bà con chúng ta có thể gọi vào số hotline hiện trên màn hình để các bạn chuyên viên có thể hỗ trợ quý bà con chúng ta nhiều hơn. Ở vai trò là một người kỹ sư nông dân, Oanh rất là mong là được tiếp xúc với bà con nhiều hơn, và cũng cảm ơn gia đình đã cho phép Oanh mượn cái khu đất và hiện trạng của vườn để có thể chia sẻ với bà con chúng ta ở mọi miền đất nước thông qua video này. Cảm ơn rất là biết ơn và cảm ơn quý bà con chúng ta một lần nữa. Hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Hoàng Anh xin phép chào và hẹn gặp lại.